Xin chào các bạn, Redmi K70e có dùng được khoảng 4 năm hay không? Nên chọn IQ Z9 hay là chiếc Redmi Note 12 Turbo và dung lượng pin dự phòng ấy tính sao cho chuẩn? Bắt đầu video nhé! Rồi, đến với câu hỏi đầu tiên của bạn Minh Hưng Nguyễn 3609. Anh ơi, K70e dùng được 4 năm không anh? Ok, mình biết là mấy ông hỏi câu này ấy, thường là 1 năm đổi máy luôn, kiểu gì thế. Nhưng mà thôi, vẫn trả lời cho bạn nhé. Redmi K70e sử dụng con chip là Dimensity 8300 Ultra. Và xét trên cái mặt trải nghiệm hiệu năng này, cộng với cả điểm số AnTuTu ấy, mình đánh giá con chip này nhá, nó sẽ phải mạnh xấp xỉ ngang với cả Snapdragon 8 Gen 2. Và tại sao mình so sánh với cả Snapdragon 8 Gen 2 là để mình tính thời gian sử dụng cho tiện anh em nhé. Tại vì bây giờ chip Snap thì hàng năm nó ra mà, mình sẽ trừ đi. Năm nay là Snapdragon 8 Gen 2 đúng không? Sau 1 năm nó sẽ ngang với cả Snapdragon 8 Gen 1. 2 năm sẽ là 8 Gen 1 này, 3 năm sẽ là Snapdragon 888 và 4 năm sẽ là Snapdragon 870. Mình dừng ở 870 tại vì sao? Theo mình hiện tại đi, để mà cấu hình tối thiểu chơi được mọi game nhá, sẽ là con chip Snapdragon 870. Tất nhiên, gọi là chơi được thôi, không phải chơi ngon nhá. Ví dụ 870 chơi Genshin thì các bạn sẽ phải gắn sò này, chơi được họa thấp thôi thì nó mới ngon được. Thì đấy, chiếc Redmi K70e gọi là chơi ôn game ấy, mình nghĩ là tối thiểu được khoảng tầm 4 năm nhá. Sau 4 năm các bạn gắn sò là vẫn ok. Còn nếu mà các bạn dùng cơ bản thôi thì tiếp tục trừ nhá. 5 năm thì sẽ ngang với cả Snapdragon 865 này, 6 năm là 855 và 7 năm sẽ là Snapdragon 845. Mình thấy hiện tại đi, con chip Snapdragon 845 thì vẫn đang dùng cơ bản tốt. Như kiểu các bạn lướt Facebook này, lướt TikTok này, Zalo này, chơi game nhẹ như kiểu là FIFA, Liên Quân vẫn ok nha. Thì đấy, theo lý thuyết là chiếc Redmi K70e có thể dùng lên tới 7 năm. Tại sao lý thuyết? Tại vì thường ấy, anh em không dùng 7 năm đâu. Dùng tầm 3-4 năm chán lắm rồi, kiểu gì cũng đổi máy. Và một vấn đề nữa là sao? Khi dùng khoảng tầm 4 năm ấy, kiểu gì pin nó cũng bị chai nhá. Khi này các bạn sẽ phải thay pin, nếu không thì pin chai ấy, dẫn tới là hiệu năng sẽ bị tụt giảm rất là nhiều luôn nhá. Nhưng mà mình tin với dòng máy Redmi K70e thì sau 4 năm ấy, nó vẫn có pin để thay nha. Tại vì sao? Dòng máy Xiaomi thì khá là phổ biến rồi và Redmi K70e cũng không phải là một chiếc máy bán ế nhá, bán siêu chạy luôn. Thì mình tin là sau 4 năm ấy, linh kiện sửa chữa vẫn có rất là nhiều, được chưa? Hy vọng là như vậy. Nên chốt lại câu hỏi của bạn nhá. Theo mình là chiếc Redmi K70e dùng 4 năm rất ok. Chuyển sang câu hỏi thứ hai của bạn Juno BGGN, tên khó đọc nha. IQ Z9 hay Note 12 Turbo ngon hơn nhỉ? Ok. Thì cái việc ngon hay không ấy còn tùy xem quan điểm dùng của bạn là gì nhá. Mình ví dụ này, chiếc IQ Z9 thì nó sẽ hơn những khoản như sau: có kháng nước, màn hình đẹp hơn, pin sạc hơn. Cụ thể như sau, tiêu chuẩn kháng nước của chiếc IQ Z9 sẽ là IP64, tức là các bạn kiểu đi mưa nhẹ vẫn ok ấy. Note 12 Turbo không có nha. Màn hình của chiếc IQ Z9 Turbo sẽ là 144Hz này, AMOLED độ sáng tối đa 4500 nits, trong khi chiếc Note 12 Turbo thì OLED này, 1000 nits này, và cái tấm nền của chiếc Note 12 Turbo ấy nó khá là bình thường các bạn nhá. Khi mà để hai chiếc máy cạnh nhau ấy, các bạn sẽ nhận ra ngay cái màu sắc của chiếc IQ Z9 thì tươi sáng hơn, đẹp hơn. Tiếp theo, pin của chiếc IQ Z9 lên tới 6000 nha, đi kèm với cả sạc 80W, trong khi 12 Turbo thì 5000 với cả 67W thôi, kém khá là nhiều. Nhưng mà đây, chiếc Redmi Note 12 Turbo thì cũng có khá nhiều điểm hơn. Thứ nhất này, hiệu năng. Note 12 Turbo thì sẽ là Snapdragon 7 Plus Gen 2, trong khi chiếc IQ Z9 ấy nó sẽ là Snapdragon 7 Gen 3. Các bạn đừng nghe con số mà bị hiểu lầm nhé. Snapdragon 7 Plus Gen 2 ấy mạnh hơn Snapdragon 7 Gen 3 rất là nhiều, ở chợ. Cụ thể, Note 12 Turbo thì hiện tại vẫn quẩy được ôn game đấy, thậm chí Genshin Impact, tất nhiên chơi trung bình thôi. Còn chiếc Z9 thì sao? Chơi Genshin đuối lắm, đừng chơi, thề luôn. Gắn sò vào chơi đồ họa thấp nhất ấy, vẫn chán nha. Nói về hiệu năng thì mình thấy chiếc Note 12 Turbo ấy nó phải mạnh hơn chiếc IQ Z9 phải tầm 25%, tầm đấy. Tiếp theo, cái camera trước của chiếc Redmi Note 12 Turbo thì sẽ có quay phim 60fps đấy. Z9 thì không, chỉ 30 thôi. Nên là những bạn mua về làm top top ấy, lưu ý giúp mình nhá. Và thứ ba, cộng đồng người dùng của chiếc Note 12 Turbo thì đông hơn rất là nhiều. Nên các bạn có vấn đề gì hỏi han về máy này, các bạn mua phụ kiện này, hay là chẳng may làm rơi máy, hỏng máy, sửa chữa, nó sẽ dễ hơn so với cả chiếc IQ Z9 nhá. Mặc dù chiếc Z9 thì có sẵn tiếng Việt này, nhưng mà cái việc up ROM nó rất là khó, ở chợ thậm chí không có ROM luôn. Còn chiếc 12 Turbo thì sao? Siêu nhiều ROM, tha hồ mà vào. Nên chốt lại câu hỏi của bạn thì theo mình đi, nếu bạn cần một chiếc máy kiểu để quẩy game này, thích vọc vạch này, hay là quay top top ấy, lấy cho mình chiếc Redmi Note 12 Turbo. Nhưng bạn thích một chiếc máy màn đẹp, pin trâu, có sẵn tiếng Việt, lấy cho mình chiếc IQ Z9. Rồi, chuyển sang câu hỏi thứ ba. Thực ra cũng không phải một câu hỏi nha, đây là một câu comment thôi. Bạn này comment trong một cái video của mình nói về pin dự phòng. Đấy, bạn ấy bảo là cứ chia đôi dung lượng in trên vỏ ra là chuẩn. Thực ra mình thấy chưa chuẩn các bạn nhá. Tại vì sao? Trên thị trường bây giờ có rất nhiều loại pin dự phòng không quá chất lượng
Ví dự anh em mua pin dự phòng tầm 20.000 này, 30.000 mAh ấy, nhưng mà về dùng điện thoại thì toàn sạc một lần thôi. Tại vì sao? Tại vì mua giá quá rẻ chứ sao? 20.000 này, 30.000 mua toàn 150, kiểu gì cũng dính pin pha kè nha. Tại vì sao mình dám khẳng định? Tại vì hiện tại đi, mình đang phải nhập pin dự phòng bên Trung Quốc nha. Cái loại 20.000 với cả 30.000 ấy không có giá dưới 200k đâu. Đấy là nhập thẳng bên Trung Quốc nhá, chứ đừng nói các bạn mua trên sàn thương mại điện tử thì chẳng lẽ người ta bán lỗ à? Nghe hơi sai nhỉ? Thậm chí là nhiều bạn đã inbox cho mình nói như vậy rồi, bảo là em mua pin 20.000 có 150, sao anh bán đắt thế tận 270. Thì mình cũng nói thẳng luôn, nếu bạn mua pin 20.000 mà chuẩn 20.000 ấy, đem qua mình nhập cho 170, 180, ok luôn. Đấy, chắc chắn pin dưới 200k mà 20.000 ấy là có vấn đề anh em nhá. Rồi, quay trở lại cái phần tính dung lượng của pin thì đây, mình sẽ chỉ các bạn một cách để mà tính tương đối được dung lượng pin thực tế nhá. Mình ví dụ này, tất cả pin dự phòng trên thế giới bây giờ ấy, đa số đều sẽ là sản xuất ở khoảng tầm 3,7 tới 3,9V. Mình cứ coi là 3,7 đi nhá. Khi đó các bạn dùng công thức cho mình, chuyển đổi từ mAh sang thành Wh. Mình ví dụ đi, pin 20.000 mAh này, khi mà sạc ở 3,7V ấy, nó sẽ là 20.000 x 3,7, tức là 74 Wh, được chưa? Nhưng 74 Wh này các bạn dùng để sạc điện thoại. Điện thoại bây giờ ấy thì tối thiểu toàn 5V thôi. Và đấy, 74 Wh chia 5V ấy, nó sẽ xấp xỉ khoảng tầm 15.000 các bạn nhá. 15.000 là chưa tính cái gì gọi là hao phí cả. Chúng ta sẽ bị hao phí do nhiều vấn đề, do nhiệt độ này, do dây dài này. Dây dài sẽ có điện trở mà, nó sẽ bị hao phí nha. Và thậm chí là cái nguồn sạc trên điện thoại ấy, nó cũng bị hao phí luôn các bạn nha. Nhưng đấy, gọi là điều kiện lý tưởng đi thì pin 20.000 sạc điện thoại 5V ấy, nó sẽ xấp xỉ khoảng tầm 15.000, tức là viên 20.000 sạc được 3 lần điện thoại 5.000 nhá. Trong một vài trường hợp các bạn sạc nhanh đi, lên tầm 9V ấy, thì khi này pin dự phòng nhá, dung lượng sẽ càng bị giảm đi. Ví dụ sạc tầm 9V thì nó chỉ còn khoảng tầm 8.000 mà thôi. Đấy, dễ mà. 74 Wh chia cho 9, xấp xỉ 8, được chưa? Đây là cách để các bạn tính tương đối được pin dự phòng dung lượng thực tế là bao nhiêu nhá. Như mình nói, ngoài ra nó sẽ còn hao phí do nhiệt độ, do dây với cả do thiết bị của các bạn nữa. Chứ còn cứ không phải như bạn này đâu nhá. Chia đôi ra là đúng, sai nha. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video. Hy vọng các bạn sẽ thấy video này hữu ích. Và đừng quên, link mua những chiếc máy xuất hiện trong video ngày hôm nay mình sẽ để dưới phần mô tả này, cộng với cả bình luận ghi. Rồi xin chào, bye bye.